hot girl thể dục dụng cụ Phạm Như Phương, Louis Phạm vừa khiến cõi mạng bàng hoàng khi chính thức bị TikTok cấm cửa, bay màu kênh TikTok hơn 1 triệu người theo dõi. Dân tình cho rằng đây là hậu quả của hàng loạt drama gần đây của cô. Kể từ khi chính thức lấn sân sang mảng TikToker, nữ vận động viên đầy thị phi Phạm Như Phương không chỉ đổi tên thành Louis Phạm mà còn có một loạt hành động gây tranh cãi. Tuy nhiên, giữa vô vàn tranh luận, Louis Phạm vẫn im lặng mặc kệ những bàn tán chỉ trích. Thậm chí, cô cũng không có động thái gì khi xuất hiện rất nhiều nhóm anti cô trên mạng xã hội. Mới đây, Louis Phạm đã phải nhận trái đắng. Theo đó, trang TikTok hơn 1,4 triệu lượt theo dõi của cô cùng mấy chục triệu lượt thích video đã bay màu. Đáng nói, đối với một tài khoản, chỉ khi vi phạm thực sự rất nghiêm trọng thì TikTok mới cho bay màu như vậy. Và thông thường thì chính chủ sẽ không thể lấy lại kênh được. Hiện tại, phía Louis Phạm chưa lên tiếng về vụ việc. Trước đó, Phạm Như Phương cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì loạt lùm xùm như lối sống phong bạt lấy ảnh đồ hiệu của người khác để nhận làm của mình, bị bạn thân tố ngoại tình, phát ngôn khi chưa suy nghĩ kỹ. Ngoài ra nhiều vấn đề khác liên quan đến cựu vận động viên như cách ứng xử, ăn uống, khi livestream cũng được thảo luận. Trong một diễn biến khác, cư dân mạng cũng phát hiện ra hai TikToker khá nổi tiếng là Hiếu Xin, 2,5 triệu lượt theo dõi, và Tấn Đạt, 583.000 lượt theo dõi, đã cho bay màu video quay cùng thiếu gia Việt Kiều PL. Người quen của Phạm Như Phương, được biết PL là anh trai của người yêu Phạm Như Phương, đã về Việt Nam từ đầu tháng 6 vừa qua. Riêng Hiếu Xin, anh chàng còn làm clip lên tiếng về xóa clip với người quen của Phạm Như Phương. Cái gì mình chưa biết thì mình cần phải lắng nghe và sau khi lắng nghe, biết đúng sai thì cần lên tiếng cho cái đúng. Những cái ngày xưa mình chưa biết đúng hay sai và bây giờ nhận ra nó không phù hợp nữa thì mình phải xóa đi. Không chỉ bị bạn thân cũ tố, bạn trai cũ của Louis Phạm cũng lên tiếng việc cô nàng có ý không trả lại chiếc kính đắt đỏ được anh cho mượn hay khoản tiền đã vay trước đó. Ban đầu, cựu vận động viên nhắn tin khá mùi mẫn, xin lỗi vì những lỗi lầm mà cô nàng đã gây ra cho người yêu cũ. Tuy nhiên, khi chàng trai kia khăng khăng đòi lại tiền và kính thì Louis liền mỉa mai đối phương, đúng là không phải người giàu nào cũng biết cách sống anh nhỉ. Gần đây Phạm Như Phương vướng vào loạt lùm xùm. Đỉnh điểm là hành động lan truyền tranh vẽ chứa nội dung phản cảm thể hiện hình ảnh quốc kỳ không nguyên vẹn trong group chat với fan và bị đào lại phát ngôn thách thức liên quan đến quan điểm chính trị. Được biết, chủ nhân của tranh vẽ này là em họ của người yêu Như Phương. Cụ thể, vào ngày 21 tháng 3, trong thời gian Như Phương sang Mỹ, cô đã tham gia một buổi triển lãm tranh cùng gia đình bạn trai. Tại đây, cô chụp lại loạt bức tranh đạt giải nhất được trưng bày trong triển lãm và gửi cho các fan hâm mộ xem. Tuy nhiên, loạt bức tranh này có vẻ liên quan đến quan điểm nhạy cảm. Ngay lập tức, nhiều người cảm thấy vô cùng phẫn nộ bởi người lan truyền loạt tranh vẽ nhạy cảm này là Phạm Như Phương từng biết đến với vai trò vận động viên quốc gia, đã tham gia rất nhiều giải đấu trong nước, quốc tế và tự hào khoác lên mình lá cờ Tổ quốc. Nữ TikToker nhanh chóng bị lập group anti, dù chỉ mới được thành lập từ ngày 30 tháng 5 nhưng đến ngày 11 tháng 6 đã có gần 100.000 thành viên. Đặc biệt trong 10 ngày, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6, lượng thành viên đã tăng từ 10.000 lên 100.000, tức là gấp 10 lần. Hiện tại con số đang tiếp tục tăng và các từ khóa không tích cực liên quan đến cô cũng lọt tìm kiếm phổ biến.